lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ thì chúng ta đi vào những bản tin thời sự mà các quý vị đang chờ đợi. Thì các quý vị cũng biết là Nguyên đến Nhật Bản, đây là đêm bữa thứ hai, thì còn lạ nước lạ cái, nhiều thứ Nguyên cũng mới đi khám phá, cũng là lần đầu tiên. Nó thực tế là những quốc gia Á Châu này là lần đầu tiên Nguyên đi hết, lần đầu tiên Nguyên khám phá hết. Trong cái dịp mà Nguyên đi như vậy thì chúng ta biết là thế giới đang ở trong một cái giai đoạn bất an, bất ổn, và Nguyên không biết là trong tương lai Nguyên còn có thể đi được nữa hay không. Nguyên nói thật cái điều đó. Đây Nguyên không phải là người mẫu người bi quan đâu nha, Nguyên sống rất là lạc quan các quý vị. Nguyên sống rất là lạc quan, ngày xưa Nguyên còn lạc quan hơn nữa. Nhưng mà từ lúc Nguyên làm thông tin tới giờ thì những cái tin tức mà mình nhận được nó ồ ập mỗi ngày. Và những tin xấu nhiều hơn tin vui, lúc nào cũng vậy cả. Và cái khổ là mấy bác cũng vậy, là khoái tin nghe tin xấu, còn tin vui mấy bác không thích nghe. Ngày nào mà bác vô trong diễn đàn mà không nghe Nguyên nói vấn đề chiến tranh, vũ khí hạt nhân, chết chóc hay vấn đề, bác ui, thằng Nguyên đưa tin dở như hạt. Bữa nay không có gì hết á, vô nghe nó nói chán, ui là chán luôn. Ôi ơi, bữa nay vô mất thời gian quá, không nghe tin gì hay hết. Phần lớn con người là vậy đó, muốn có một cái xu hướng muốn nghe cái tin gì nó chấn động cả địa cầu không à. Có tin gì á thì mới thu hút người nghe, còn mà tin bình thường á thì hình như chẳng ai muốn nghe cả. Trong Nguyên nói một câu, bữa nào mà không có tin gì chấn động là ngày đó là ngày tốt đó, vì thế giới yên bình các bác nha. Bữa nào không đưa tin là bữa đó là good news đó nha. Bữa nào mà Nguyên không có chuyện gì nói, mà Nguyên chỉ có nói chuyện tầm sàm ba lát là bữa đó là good news đó các bác nha, là bữa đó thế giới an bình. Còn mà lúc nào mà Nguyên cũng nói với các quý vị vấn đề vũ khí này, vấn đề chiến tranh mà các bác thích nghe đó, cái điều đó nguy hiểm. Để nói cái điều này, tại sao Nguyên nói cái điều này? Vì thực tế trong cái bối cảnh ngày hôm nay, thế giới nó không có bình an chút nào hết. Chúng ta biết rõ là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó đang bùng phát một cách dữ dội, và nó chưa có một dấu hiệu nào chấm dứt. Khi lúc đó tình hình căng thẳng, Nguyên mới vừa nhận cái bản tin tướng lãnh Ukraine mới đang, ông ta với cảnh báo, ông ta mới vừa cảnh báo mà Nguyên không có kịp để đọc cái bản tin đó để làm chương trình cho các quý vị. Nguyên mới vừa nhận bản tin thất thì đi, tướng lãnh Ukraine mới vừa gửi thông điệp cảnh báo tình hình trạng ở biên giới của Ukraine rất là khẩn cấp, và tình trạng của Ukraine có thể tồi tệ hơn nữa, sẽ có thể mất đi nhiều tỉnh thành nữa trong những ngày kế tiếp nếu không có sự viện trợ đàng hoàng, tử tế đến kịp lúc. Và Ukraine không thể kiếp nào cầm cự với cái tình trạng như vậy. Đơn giản như đang giỡn, Nguyên nói Nga có tổn thất thì có, nhưng Nga không có lùi bước, và Nga cứ dồn dập tấn công. Và số lượng pháo và binh sĩ của Nga nó là áp đảo gấp 10 lần Ukraine, thì không thể nào một đánh 10 nổi. Dù mình có giỏi cách mấy cũng không thể nào một đánh 10 được các quý vị ạ. Một thằng không thể nào đánh 10 thằng được, dù có học võ công cách mấy đi nữa, học võ gì cũng như nữa, chỉ có học võ duy nhất thôi, đó là võ bỏ chạy, là bảy trọ là bỏ chạy đó, còn võ nào cũng không thể một đánh 10 được. Nên là hiện trạng bây giờ Ukraine gặp khó khăn rất là nhiều trong cái bối cảnh và cần sự giúp đỡ. Dưới cái tựa đề là vũ khí của Anh Quốc sẽ viện trợ. Vũ khí Anh Quốc là vũ khí gì? Nói thật với các quý vị thì nhiều lắm. Trung Nguyên nói là vũ khí nhiều lắm, nhưng Anh Quốc sẽ đem viện trợ cho Ukraine loại vũ khí này. This is Dragonfire, the UK's first laser weapon. Đây là loại vũ khí laser. Có thể đối với các quý vị là cái gì mới, nhưng đối với Nguyên nó không có gì mới hết. Vì sao Nguyên nói như vậy? Vì cái thời mà cách đây lâu lắm rồi, Nguyên không có nhớ. Cái thời mà Nguyên mới vừa trẻ trâu, mới vừa học đại học xong, là Nguyên đã đi làm trong lực lượng quân đội, thì là Nguyên đã làm ở trong cái lãnh vực laser rồi. Và bây giờ cái vũ khí đó nó vẫn chưa được phổ biến ra bên ngoài, và nó được nghiên cứu cách đây đã 30 năm rồi, chứ không phải là gần đây. Nói vấn đề laser thì chúng ta phải nhớ ơn một cái người, đó là nhà thiên tài bác học Tesla. Không phải là ông tỷ phú xe hơi Tesla đâu nha, không phải đâu nha. Nhà thiên tài được biệt danh là thiên tài lãng quên Tesla,
mà Nguyên có kể lại cái câu chuyện lịch sử và đời của ông ta cách đây, chương trình của chúng ta cách đây 3 năm về trước. 3 năm về trước thì mỗi cuối tuần Nguyên có làm một cái chương trình về những thiên tài, mà cỡ này Nguyên lười, Nguyên thấy bà con của bác cũng không chú ý nhiều lắm nên là Nguyên không có chia sẻ. Chứ ở đó là mỗi cuối tuần là Nguyên chia sẻ một cái. Thì là cái vấn đề đó là do ông Tesla ông đã nghiên cứu ra cách đây thôi lâu, khủng khiếp lâu rồi. Nói chung thì đây là vũ khí mới của Anh Quốc, mà vũ khí của Anh Quốc này chưa có bước vào trong quân đội. Chưa có bước vào trong quân đội. Anh Quốc sẽ sử dụng nó vào năm 2027 cơ. Chúng ta mới 24 à, Anh Quốc sẽ áp dụng nó trong lực lượng quân đội. Nó làm nhiều thứ lắm. Nhưng mục đích chính của nó là tiêu hủy máy bay không người lái. Nhưng nó có thể làm được nhiều thứ hơn. Nó làm nhiều thứ hơn. Thì Anh Quốc dùng Ukraine để thí nghiệm. Chắc như vậy. Dùng Ukraine để thí nghiệm. Để coi vũ khí mình áp dụng trên chiến trường nó như thế nào. Vì mình thí nghiệm là một chuyện khác. Mình thí nghiệm trong cái phòng thí nghiệm. Mình thí nghiệm nơi một cái đồng trống là khác. Nhưng áp dụng trên chiến trường là hoàn toàn khác cả. Vì áp dụng trên chiến trường mới biết được là nó tốt hay là không tốt. Nên Anh Quốc sẽ đầu tư cho Ukraine và lấy Ukraine làm một cái nơi thí nghiệm vũ khí của mình. Và Nguyên mong là cái vũ khí này sẽ đem lại cái thắng lợi. Bởi vì máy bay không người lái bây giờ là cái vũ khí đáng sợ nhất, tổn hại nhiều nhất. Giá tiền thì rất là rẻ, mà có thể tấn công cả ngàn chiếc máy bay không người lái một lần. Và cái tổn hại nặng nề các quý vị cũng biết rồi đó. Nên mà dùng hệ thống phòng không bắn thì tiền đâu mà cho đủ. Một cái hỏa tiễn của cái hệ thống Patriot là cả triệu đô rồi. Đi tiêu hủy một chiếc máy bay không người máy chỉ có mấy trăm ngàn sao. Nên nếu mà dùng laser thì không tốn kém cái gì cả, chỉ tốn năng lượng thôi. Nên đây cũng là một cái biện pháp, có thể đây là một cái biện pháp tốt, cũng là một cái thử thí nghiệm vũ khí. Mỹ cũng có, Anh Quốc có. Trong Nguyên nói, cái câu chuyện bí mật mà ít có ai biết là khi nhà thiên tài bác học Tesla, trước khi ông ta chết, ông ta có viết một cái cuốn sách. Trong cuốn sách này là vũ khí bí mật tiêu diệt cả nhân loại. Ông ta mới chia cuốn sách này ra làm hai. Trước khi ông ta chết, ông ta gửi qua bên kêu là luật sư đó. Ông ta đã gửi và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Anh Quốc, thời điểm đó là hoàng gia của Anh Quốc. Ông ta mới gửi cho một phần nửa của Mỹ, một phần nửa của Anh Quốc. Và ông ta có một lời nói, nếu thế giới đến giai đoạn nguy hiểm, mong hai quốc gia này ngồi lại với nhau và mở cuốn sách này nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Và ông ta đã nghiên cứu ra. Đây là cuốn sách bí mật của nhà thiên tài bác học Tesla đã giao cho quốc phòng của Hoa Kỳ và quốc phòng của Anh Quốc. Thực tế thì không ai biết là loại vũ khí gì, và vũ khí này có đủ khả năng tiêu hủy cả Mỹ và Anh Quốc có đó âm thầm chế tạo chưa, hay họ hiểu được hết những cái gì mà ông thiên tài Tesla đã viết trong cuốn sách đó hay chưa, đó còn là một chuyện bí mật tới bây giờ chưa ai nêu lên trong lịch sử bây giờ hết. Nhưng cái chuyện đó là có thật. Khi lúc đó có nhân chứng luật sư đàng hoàng đã giao cho phía bên chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Anh Quốc trong thời điểm mà ông ta sắp sửa lìa đời các quý vị nha. Nên vũ khí laser là trong những cái vũ khí mà chúng ta ngày xưa chúng ta chỉ nhìn ở trong phim ảnh. Phim ảnh, nhưng đó là bây giờ nó là sự thật. Nó không có phim ảnh gì hết. Bây giờ với cái công nghệ khả năng tân tiến của ngày hôm nay, vũ khí laser nó rất là bình thường các quý vị. Đây là bản tin đầu tiên mà Nguyên thấy tình trạng khá là hấp dẫn, chia sẻ các quý vị những loại vũ khí mới mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó sẽ xuất hiện trên chiến trường. Thế nào cũng đầy luôn. Pháp, Mỹ sẽ gửi hàng loạt vũ khí thí nghiệm cho Ukraine. Và cái điều đó nó cũng là chúng ta biết công nghệ mới, vũ khí mới, chúng ta đến một cái giai đoạn mới của nhân loại. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin kế tiếp còn hấp dẫn hơn nữa. Hòa Lan đã quyết định chi thêm 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Hòa Lan có điều kiện đó. Hòa Lan đã, đây là cái tỷ, thêm 1 tỷ nữa thành 3 tỷ đó. Sau khi cái tình trạng của Ukraine đang khẩn cấp thì đang kêu gọi sự giúp đỡ mọi người, thì Hòa Lan đã quyết định
chi thêm 1 tỷ. Trong 1 tỷ đó, Hòa Lan sẽ dành 400 triệu đô la, euro, đô la, cho Nguyên mạng phép là cái con số nó giống nhau. Nguyên nói tiếng đô đi cho nó dễ ha. Chứ bây giờ số tiền nó chênh lệch nhau chút xíu thôi. Thì 400 triệu đô đó sẽ giúp đỡ về vấn đề xây dựng lại những cái hạ tầng mà bị Nga tấn công. Còn con số còn lại là 600 triệu nó sẽ chú tâm về vấn đề mua vũ khí. Đây là 1 tỷ mà Hòa Lan mới vừa công bố chính thức để chúng ta biết được là tình trạng của Ukraine nó khẩn cấp cỡ nào. Khi cái tình trạng Ukraine khẩn cấp kiểu như vậy đó thì các quý vị biết là tình trạng khẩn cấp thiệt chứ không phải là bi quan đâu. Các quý vị, Nguyên không có kể là vấn đề bi quan đâu. Nguyên nói đây là cái tình trạng khẩn cấp thật. Mà tại sao Nga vẫn còn có đủ khả năng chiến đấu sau 2 năm dài? Tại sao Nga còn tấn công một cách ồ ạt được như vậy? Tại sao vũ khí Nga đâu có, tiền bạc Nga đâu có, là một cái câu hỏi mà người đó tới giờ người ta không biết. Mà đối với Nguyên có đó cái gì lạ đâu trời, từ đầu Nguyên đã nói rồi. Từ cách đây 2 năm là Nguyên đã nói, Nguyên đã bình luận về cái chủ đề rồi. Thì bữa nay đó, ông Mỹ ông mới nói, theo báo cáo của Mỹ ngày hôm nay các quý vị, lý do mà Nga còn có thể cầm cự được 2 năm mà Nga đang dồn dập về vấn đề khí tài quân sự trong cái quốc phòng của mình giống như thời Liên Xô cũ, do tạo cả ông có bác với tụi nó bây giờ này mới biết. Trời ơi trời trời ơi. Giờ này mới công bố là do 2 năm qua Tàu Cộng đã âm thầm yểm trợ cho Nga. Mỹ giờ này mới khẳng định điều đó, có hơi bị muộn không? Phải vô diễn đàn của Nguyên nghe Nguyên nói, Nguyên phân tích. Nguyên đã phân tích rồi, cái người có lợi nhất trong cuộc chiến này, cái người mà đang đổ dầu vào lửa ở tại Trung Đông hay tại Ukraine chính là Trung Quốc. Vì Trung Quốc muốn trói buộc Hoa Kỳ, muốn Hoa Kỳ phải suy yếu, Hoa Kỳ phải đối đầu với cường mạnh, Hoa Kỳ phải tuột dốc về kinh tế, Hoa Kỳ phải tuột dốc về khí tài quân sự. Mà bây giờ mất 2 năm, chúng ta tháng 4, 2 năm, 2 tháng rồi. Thì ông Mỹ ông mới nói bây giờ với cái khả năng kinh phí của Nga, với cái đầu tư khí tài quân sự giống như thời Liên Xô cũ, tiền đâu Nga có, là do tao. Do tao. Đã nói rồi. Nhưng mà ban giao vẫn ban giao với tao. Thì mấy ông phải chịu thôi. Mấy ông vẫn ban giao với tao, mấy ông vẫn đổ tiền bạc cho tao. Các ông vẫn đầu tư ở tại tao. Bây giờ mới nói thật nha. Bây giờ đi hỏi gia đình Joe Biden có bao nhiêu đầu tư hãng xưởng của tàu đây. Hỏi gia đình, dòng họ của Joe Biden, trực tiếp ổng thì không có, mà dòng họ anh em của ổng, bà con của ổng, hỏi bây giờ đầu tư ở bên Trung Quốc có bao nhiêu hãng. Đây luôn. Thì đầu tư cho Trung Quốc, rồi chơi với nó một thời gian rồi nó quất ngược lại, phải chịu thôi. Và bây giờ thì mới thừa nhận là Trung Quốc là kẻ nuôi dưỡng Nga 2 năm vừa qua. Mới thừa nhận và hiểu biết điều đó. Và bây giờ không phải chỉ có mình ở Mỹ bắt đầu lo lắng, cả Pháp và Đức ngày hôm nay họ cũng đang thăng bằng và gửi thông điệp cho Trung Quốc rằng là họ sẽ yểm trợ Ukraine bất cứ giá nào. Và bây giờ thì muộn rồi, bây giờ quá lệ thuộc về Trung Quốc, muốn tách rời ra khỏi Trung Quốc rất là khó. Trung Nguyên nói một cái điều nè, cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó có một cái điều tốt cho châu Âu, đó là châu Âu không còn lệ thuộc về năng lượng của Nga nữa. Ngày xưa 80% năng lượng của châu Âu là do Nga cung cấp. Bây giờ là không. Có thể nói có nhiều mặt xấu trong cuộc chiến tranh, đã hơn cả triệu người đã chết và Ukraine hy sinh rất là nhiều. Nhưng cái mặt tốt là châu Âu không còn lệ thuộc về Nga về năng lượng nữa. Các vị còn nhớ cái vấn đề mà đàm phán về năng lượng không? Ôi năng lượng. Rồi cuối cùng sao? Bây giờ đâu có, không có Nga có chết đâu. Thì Trung Quốc cũng vậy. Không có hàng Trung Quốc có chết không? Không có hàng Trung Quốc thì mình chạy qua bên Việt Nam, chạy bên Thái Lan, Mã Lai, mình đầu tư. Đâu bắt buộc phải đầu tư tại Trung Quốc. Ngày xưa 80% năng lượng của toàn châu Âu là mua của Nga hết. Rồi bây giờ 2 năm giải quyết như thế nào thì châu Âu có ai chết đâu. Có ai chết vì lạnh không? Có giá cả nó cũng ổn định thôi. Vì mình mất thời gian mà thôi. Mà không chịu thay đổi. Và cứ ôm ông Trung Quốc bây giờ để như thế này đó.
Nguyên cái điển hình là cái vấn đề dầu hỏa của Nga mất 2 năm. Bây giờ không mua cái gì của Nga nó hết dầu hỏa, cũng có chết đâu. Năng lượng cũng ổn định. Cuộc sống người dân châu Âu của ai thiếu điện, thiếu nước gì đâu. À, thì tại sao mình không áp dụng cái tương tự như vậy cho phía bên Trung Quốc? Thì cái điều đó để chúng ta thấy rõ được là trong cái cuộc chiến này, chúng ta mới nhìn rõ là cái sự lệ thuộc quá nhiều. Và bây giờ thì Trung Quốc đã được phơi bày và Trung Quốc đã xích gần lại với Nga trực tiếp rồi. Trung Quốc đã ủng hộ Nga không còn là gián tiếp hay là âm thầm nữa, mà Trung Quốc đã hoàn toàn ký hợp đồng yểm trợ Nga trong một thời gian lâu dài, đặc biệt là yểm trợ trong cái cuộc chiến này. Nên là Trung Quốc phải bắt đầu với nó, mấy ông NATO, mấy ông châu Âu này phải quay lưng với Trung Quốc thôi. Mấy ông mà còn chơi với Trung Quốc là mấy ông còn thảm bại nữa. Nguyên nói thật luôn á. À, mấy ông còn thảm bại nữa, mà ông còn tiếp tục mà nghĩ là Trung Quốc sẽ là một cái quốc gia hài hòa, mấy ông còn muốn giao tiếp. Nhất là ông Pháp chứ không ai hết. Nguyên nói thẳng luôn. Mấy ông Pháp của Nguyên ngày xưa các vị không hiểu đâu. Nguyên đi hết nguyên Á Châu rồi Nguyên mới sợ Trung Quốc. Nguyên nói thật, sợ Trung Quốc thiệt. Ở đâu cũng có họ hết. Và họ nắm kinh tế của những quốc gia nghèo, họ nắm hết trong tay, ghê lắm. Trời ơi, Nguyên mới công nhận là mình phải nói là mình phải nể họ luôn á. Về cái xâm nhập kinh tế của họ, nước nào cũng thấy bóng dáng Trung Quốc. Chỗ nào chỉ có Nhật Bản với Nam Hàn là ít. Cộng đồng người Hoa không đủ mạnh. Có nhưng mà không đủ mạnh. Nha. Nhưng mà chỗ khác, trời ơi, nó áp đảo hết. Áp đảo kinh tế người ta hết. Đáng sợ vô cùng. Và bây giờ, trong Nguyên cập nhật bản tin liên quan đến Pháp. Bữa nay thì lãnh sự quán của Pháp đã bị Nga triệu hồi. Lý do mà Nga triệu hồi là bởi vì cái lời phát biểu của ông Stéphane, đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pháp, cách đây không lâu các quý vị. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pháp nói, ê, không cần thiết, cũng chẳng cần thiết cái gì, mà cũng không thèm nói cái gì với Nga hết. Vì nó không nằm trong cái quyền lợi của chúng ta. Nói với Nga chỉ có mất thời gian và họ không bao giờ hiểu. Nó giọng giọng cái giọng điệu mà đầu óc không thông, sắc bọc lâm cũng nặng đó. Cái tụi ăn cỏ, sao nó ăn cơm nó chỉ nó được vậy đó. Cái tụi ăn cỏ bây giờ mình ăn bánh mì, mình... xin lỗi nha, Pháp nó không ăn cơm các vị. I'm sorry, Pháp nó ăn bánh mì baguette. À, trong Nguyên nói nha, mỗi quốc gia ẩm thực nó khác nhau. Pháp của Nguyên mà trên buổi cơm mà không có bánh mì là nó không ăn đâu nha. Pháp nó ăn bánh mì, nha, Pháp thì nó ăn bánh mì, còn ở Đan Mạch thì ăn khoai lang tây. Cơm nào cũng khoai lang tây cho nó, mà không có khoai lang tây nó buồn lắm á. Có khoai lang tây cho nó, khoai lang tây chiên, hoặc là nướng, khoai lang tây gì phải có khoai lang tây. Pháp là phải có bánh mì, Việt Nam mình phải có cơm, nhưng mà Pháp có bánh mì. Nguyên phiên dịch đúng chữ mới được. Nó nói bây giờ cái ông mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pháp là ông nói cái kiểu là không cần thiết phải nói với Nga đâu, tụi nó nói cũng không có hiểu, mà nó mình nói cũng chẳng được cái gì, không thèm nói nữa, bỏ nó qua một bên đi. Đó. Thì gần đây nhất á, thì cái vấn đề mà do cái sự việc mà người ta xúi dục Tổng thống Pháp là nói chuyện lại với Putin để vấn đề đàm phán hòa bình sắp tới đây sẽ diễn biến ở tại Thụy Sĩ và mời cả gần cả trăm quốc gia mà trong đó không có Nga. Thì người ta nói thôi bây giờ đó sắp sửa đàm phán rồi thì người ta mới xúi dục, ê mà không, mày đi nói chuyện lại với Putin đi để tìm ra một cái ý định đàm phán để giải quyết cái vấn đề. Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông nói thôi, đừng có xúi bậy. Nói chuyện với Nga không có cái gì để mà nói hết. Và cũng không có thiết gì phải nói. Không cần thiết gì phải nói. Và cũng chẳng nói lợi gì chúng ta hết. Và tụi nó cũng không có hiểu. Đó. Thì cái giọng điệu đó đã dẫn đến cái sự không hài lòng. Mà cái lời phát biểu này đã lâu rồi. 3-4 ngày rồi. Nguyên không biết là phía bên Nga có bị chậm tiêu hóa hay không. Hay là nghe không hiểu cái móc méo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pháp của Nguyên. Nhưng mà đợi tới 3-4 ngày mới chịu hồi. Thì 3-4 ngày sau mới chịu hồi. Thì bây giờ mới chịu hồi lãnh sự quán Pháp lên mà khiển trách. Không biết có bị đuổi hay không. Có thể bị đuổi đó. Tình trạng Pháp và Nga đã không còn tốt đẹp nữa. Có thể lãnh sự quán của Pháp sẽ bị đuổi về nước và có thể bị đóng lãnh sự quán luôn. Cái này có thể. Đến một cái giai đoạn mà ngoại giao đang có thể bị bế tắc. Đặc biệt là Pháp đã cáo buộc nếu cái Thế vận hội năm 2024 mà xảy ra bất cứ chuyện gì khủng bố hay là chuyện gì đó là do Nga là thủ phạm. Pháp bây giờ đã liệt kê luôn
không cần biết mùa hè năm nay mà xảy ra chuyện gì tại Pháp, thủ phạm là Nga, không cần tìm ông Nga nữa, Pháp đã khẳng định điều đó rồi. Nên tình trạng ngoại giao giữa Pháp và Nga đang vô cùng bế tắc trong một cái giai đoạn căng thẳng vô cùng. Đó là bản tin liên quan đến Pháp mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ, một bản tin dành cho mấy bác ở Việt Nam mến thương. Trong diễn đàn của chúng ta thì bà con, cô bác, anh chị em Việt Nam cũng nhiều. Thì mấy bác Việt Nam rất là nhiều, mà Nguyên hỏi một câu bảo đảm luôn. Có rất là người Việt Nam ở Việt Nam cứ cho rằng là cuộc chiến tranh tại Trung Đông nó chẳng ảnh hưởng đến mình, cuộc chiến tranh Ukraine nó chẳng ảnh hưởng đến mình. Mấy bác lúc nào cũng như vậy. Và nghĩ rằng, ôi, mình ở Việt Nam mà, thằng Ukraine đánh với thằng Nga thì có liên quan với mình. Thằng Do Thái đánh với thằng Iran thì cũng có liên quan với mình đâu. Mình đâu có bơm đạn đâu mà lo. Đó, mấy bác sống như vậy không đó. Mấy bác là chuyên gia là sống mà kêu là thờ ơ đó. Thờ ơ sống trong mơ đó. Mấy bác đâu có biết là mấy thằng cha đó quýnh lộn với nhau đó. Nó ảnh hưởng đến kinh tế và dầu hỏa và vật giá leo thang đâu. Cho Nguyên nói tình trạng dầu hỏa hiện bây giờ, khi với cái tình trạng chiến tranh giữa Ukraine và Nga kéo dài, đặc biệt là Ukraine đã tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga và đã làm cho hạ tầng năng lượng dầu hỏa của Nga tổn thất. Nga đã không còn đủ khả năng bán dầu hỏa và Nga còn phải mượn dầu hỏa của Kazakhstan 100.000 thùng xăng để mà tình trạng cần sử dụng. Nga đã gặp khó khăn để sản xuất dầu hỏa. Bao nhiêu đó thôi thì dầu hỏa đã tăng cao lớp 6 lần. Nha. Giá dầu hỏa thế giới tăng cao sắp 6 lần. Và bởi vì vấn đề tăng cao nữa là bởi vì ông Iran đe dọa tấn công Do Thái. Tình trạng ở Trung Đông đang hỗn loạn, dầu hỏa có thể bốc hơi và tăng tiếp tục. Nó không phải là phi mã đâu, nó phi hỏa tiễn. Các vị chờ coi đi. Ở Trung Đông mà đánh chiến tranh thì cái giá dầu hỏa nó sẽ thi hỏa tiễn chứ không có phi mã. Nó không có là đâu, nó lên như vậy đó. Khi mà dầu hỏa tăng lên thì cái mốc xì gì cũng tăng lên. Nó Nguyên dùng cái câu nó hơi khó nghe nhưng mà nó thật là như vậy. Vì chúng ta phải hiểu là xăng đổ cho vận chuyển, mà xăng đắt thì người ta phải tính tiền kinh phí vô trong. Cái gì cũng đắt, một cọng gao, một cọng cỏ, một vật liệu gì cũng tăng từ 3-40% hết. Nhà hàng, cái gì cũng tăng, bia rượu cũng tăng, cái gì cũng tăng. Nói chung là dầu hỏa tăng thì đầu óc chúng ta cũng điên cuồng tăng theo thôi. Nha, nói chung là như vậy. Mấy bác cũng sẽ tăng theo luôn. Và mỗi lần mấy bác đi chợ, mấy bác giống như là bài toán tính vậy đó. Bác nhìn nè, ui da, mở bóp tiền nha. Mấy bác điếm, ôi không đụng nổi rồi. Nhất là mấy bác gái nào đi chợ, chợ nhà bác học tính toán luôn, bảo đảm luôn. Vì tính nhiều quá đó, tính nhẩm tính nhiều quá, làm sao cái túi tiền của mình lo cơm lo nước một tháng với cái mức lương gia đình, rồi cho con cô cái ăn học, rồi mua cái gì cho nó ăn. Hơi bị mệt đó. Trong những ngày kế tiếp thôi, chiến tranh Trung Đông nó bùng phát, thì các quý vị nghe lời Nguyên nói coi. Nên ai thông minh bây giờ thì phải nhớ giữ trữ hàng hóa. À, mình mua vô, mình giữ trữ cái gì mà mua nó không hư. Nó không hư giống như dầu ăn nè, mình có thể mua để dành nó. Ga nè, những cái gì nó cũng sẽ tăng hết trong những ngày kế tiếp. Chiến tranh Trung Đông mà bùng phát lớn, bảo đảm với các quý vị là cả thế giới này nó sẽ bắt đầu quay lại cái giai đoạn đầu cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Lạm phát vì năng lượng nó sẽ lên đỉnh điểm, mà đỉnh điểm hơn cũ nhiều. Đỉnh điểm hơn cũ nhiều nữa. Chứ không có đơn giản là như vậy. Hiện bây giờ thì vẫn chưa thấy dấu hiệu bắn nha. Ở Trung Đông vẫn chưa, Iran chưa có khai hỏa. Chừng nào Iran khai hỏa, Nguyên cập nhật cho các quý vị. Hiện bây giờ Iran chưa có khai hỏa. Iran mới điều động thôi. Điều động lực lượng thôi. Nguyên không có cập nhật trong bản tin này, chút nữa Nguyên cập nhật sau. Chứ Iran chưa có khai hỏa. Nếu Iran khai hỏa thì chuyện càng lớn hơn nhiều. Đó là bản tin để cho các quý vị biết chuẩn bị tâm lý, để chúng ta biết có sự dự trữ, chúng ta biết chuẩn bị là lạm phát, không nên quá kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực buôn bán mà tốn kém kinh phí quá nhiều, nó sẽ không đem lại lợi nhuận cho các quý vị đâu.
Đó là Nguyên nói thật. Vì trong tương lai thì Nguyên không biết là kinh tế, ai có được kinh tế tốt không, chứ khó lắm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề dầu hỏa, và Ukraine ngày hôm nay lại chơi thêm một đòn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công vào nơi sản xuất dầu hỏa của Nga. Ngày hôm nay, Ukraine dán thêm một đòn nữa để cho cổ phiếu bốc cháy nữa. Lý do mà Ukraine đã khẳng định điều đó để ép châu Âu, Hoa Kỳ phải viện trợ cho Ukraine. Cái điều mà Ukraine tấn công vào dầu hỏa của Nga, Tổng thống Joe Biden không có ưa, không có thích. Tổng thống Joe không có thích điều đó. Tấn công ở đâu cũng được, nhưng đừng có tấn công vào dầu hỏa. Vì lý do tại sao Mỹ lại muốn Nga thất bại mà không muốn Ukraine tấn công vào dầu hỏa? Vì nó đơn giản như đang giỡn. Nếu trong giai đoạn mà gần bầu cử mà lạm phát tại Mỹ tăng cao, dân Mỹ thất nghiệp, đời sống khó khăn, thì không ai bỏ phiếu cho bác Joe. Nên là bác Joe đã khuyên nhẹ, ê Zelensky, mày đánh đâu cũng được, mày tránh cái dầu hỏa giùm cho tao, mày đừng có bắn dầu hỏa cho tao, mày bắn ở đâu cũng được, mày bắn chỗ nào cũng được, nhưng mày đừng có bắn dầu hỏa, được không? Nhưng Tổng thống Zelensky đã nói không, các ông không cho tiền thôi, các ông cứ lê mề như hoài à. Tôi không thể làm như vậy được, tôi phải ngăn chặn Nga có cái nguồn năng lượng và tiền bạc, chứ không ông giúp đỡ chúng tôi. Mà mấy ông kêu tôi là không đánh vào dầu hỏa, nên ngày hôm nay phía bên Ukraine đã xác nhận thêm một lần nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công vào dầu hỏa. Ai khuyên răng chuyện gì đó là chuyện của các quý vị, nhưng dầu hỏa chúng tôi vẫn tấn công. Nên nói là chúng ta chuẩn bị dành tiền để đổ xăng nha. Và nói cho các quý vị biết trước gì đó, chắc chắn là nó sẽ xảy như vậy thôi. Chứ đừng nói là Nguyên ơi, sao cô không cảnh cáo trước nha. Cảnh cáo trước rồi đó. Đó, nói trước rồi đó. Đó, nhớ là bây giờ là phải chuẩn bị là giữ trữ hàng hóa, cái vấn đề gì mà nó không có hư hao đó. Đó, mình có thể mua mà để đó, vì lần sau nó có thể nhân gấp đôi đó, những giá cả giống như dầu ăn vậy đó. Các quý vị còn nhớ cái khủng hoảng dầu ăn không? Mấy bác ở Pháp mới biết khủng hoảng dầu ăn. Trong cuộc đời của Nguyên, nói thật với các quý vị, Nguyên chưa bao giờ tin tưởng rằng đi vào một cái siêu thị mà nó không có một chai dầu ăn đó. Trong cuộc đời Nguyên chưa bao giờ nghĩ cái điều đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà tại châu Âu, cái thời khủng hoảng nó có đã xảy ra. Chắc quý vị là một cái chai dầu ăn từ chưa đến 1 đô la, nó đã tăng đến 8 đô la. Cho chắc quý vị hiểu không? Từ 1 đô la, nó tăng lên tới 8 đô la một chai dầu ăn. Để cho các quý vị biết cái hình dung nó khủng hoảng như thế nào. Đó, mà đã có từng trong cái giai đoạn đó luôn á. Đó, mà nó sắp sửa quay trở lại đó. Giai đoạn nó sắp sửa quay trở lại. Cái giai đoạn mà khủng hoảng, để cho các quý vị nhớ là cái giai đoạn mà dầu hỏa, dầu ăn đó, mà nó đất hiếm như vậy đó, sắp sửa quay trở lại rồi đó nha. Tiếp tục những bản tin quan trọng, đó là bản tin đàm phán của ngày hôm nay. Đàm phán hòa bình, chia sẻ cùng các quý vị. Trong Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em, đàm phán hòa bình như nó như thế nào, và sắp sửa diễn ra ở tại Thụy Sĩ, và Nga đã lên tiếng cái gì. Và Nga đã có nói là tôi cũng muốn đàm phán hòa bình. Và cái đàm phán của hòa bình ra sao? Thì các quý vị cũng biết á, là cái đàm phán hòa bình á, thì đã có nỗ lực trong những ngày đầu cuộc chiến, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã làm có nhiều buổi họp của hai bên, và kết quả thì không đạt được những mong đợi. Vì cái nhu cầu và cái yêu cầu của Nga nó kỳ cục quá. Nó đòi hỏi quá nhiều. Và Nguyên đã nói là không ai chấp nhận cái đòi hỏi của Nga hết. Vì cái đòi hỏi của Nga nó là quá vô lý. Nên là bây giờ cái vấn đề đó nó đang dẫn đến sắp sửa thì bắt đầu người ta nói về vấn đề đàm phán. Thì cái buổi họp nó sẽ diễn biến ra cả trăm quốc gia ở tại Thụy Sĩ. Và Thụy Sĩ đang tổ chức một mời hết cách mời. Và cái địa điểm Thụy Sĩ đã chuẩn bị gần cái bên bờ hồ tươi xanh mát, yên tĩnh, ngon lành cạnh đào. Một cái nơi để chuẩn bị đón tất cả những nguyên thủ quốc gia, những nhà ngoại giao chính trị, những nhà đầu tư, vân 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 vân, một trăm mấy quốc gia thì rất là nhiều người sẽ đi dự ở tại Thụy Sĩ. Và mục đích chính là để tìm ra được những cái phía cạnh gốc gác để giải quyết cái cuộc căng thẳng chiến tranh Ukraine và Nga đã kéo dài 2 năm. Tổng thống Zelensky có một cái lời thông điệp, ông ta nói sau đây. Ông ta nói tôi mong cái buổi họp đó để cho chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đã hiểu rõ Putin. Chúng ta phải tìm ra cái biện pháp để cho Putin biết rằng là
Ông ta tiếp tục cuộc chiến tranh này, ông ta không thắng lợi bất cứ một cái gì hết. Ông ta chỉ có mất, chứ không có thắng. Có mất nhiều hơn thôi. Và để cho ông ta chỉ có như vậy thì ông ta mới ngồi lại và đàm phán với chúng ta. Và cái điều đó chúng ta phải cần làm cho Putin thấy. Đây là cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky nói về cái thông điệp cái ngày sắp tới, đó là ngày 15-16 tây này. Sắp tới, tháng tới, các vị, ngày 15-16 tháng tới sẽ diễn biến ra ở tại Thụy Sĩ. Thì đây là một cái thông điệp rất là rõ để cho cái buổi đàm phán này. Thì Nga không có hài lòng vì Nga không được mời. Trung Quốc có được mời. Trung Quốc có mở lời là tại sao chúng ta không mời Nga. Lý do mà Nga không được mời là bởi vì biết rằng có sự hiện diện của Nga nó không phải là một cuộc đàm phán mà là một cuộc tranh cãi lộn. Và khi lúc đó có những lời qua tiếng lợi thì cái cuộc đàm phán nó không dẫn đến đâu hết. Nên là đợt này vẫn chưa mời Nga, nhưng có vài quốc gia cũng đã mở lời kêu Nga đi đi, đàm phán đi. Thì ngày hôm nay một cái chuyện rất là ngạc nhiên là phía bên Nga đã cho rằng là chúng tôi sẵn sàng đàm phán hòa bình. Khi lúc đó trên chiến trường họ đang chiếm ưu thế. Nguyên cập nhật tình trạng chiến trường thực tế, không có binh binh nào hết. Xấu, Ukraine đang xấu thì Nguyên nói xấu. Ukraine thắng thì Nguyên nói thắng. Đối với Nguyên, tình trạng mà Nguyên nhận được những bản tin thì Ukraine rất là xấu trên chiến trường. Tình trạng hiện bây giờ thì Nga đang chiếm ưu thế. Nhưng Nga nói tôi sẵn sàng đàm phán. Theo cái hiệp định mà chúng ta đã từng nói chuyện năm 2022 ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi muốn dựa vào cái sự nói chuyện vào năm 2022 để mà chúng ta tiếp tục. Vậy năm 2022 Nga nói cái gì? Chắc đã 2 năm các quý vị sẽ không nhớ đâu. Thì ngày nào các quý vị cũng thu thập thông tin kiến thức nó vào mỗi ngày. Một ngày Nguyên chia sẻ gần cả 40-50 bản tin. Thì Nguyên nghĩ là ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đâu có ai nhớ. Có nhiều bác nào mà có trí nhớ tốt chứ Nguyên nghĩ ít lắm. Người ta nghe bên này cái ngày mai, ngày mốt tôi quên rồi. Thì để cho Nguyên mạng phép nhắc lại. Thì cái đàm phán năm 2022 thì Nga có những nhu cầu sau đây. Thứ nhất là đảo Crimea và vùng Donbass là thuộc về của Nga. Không có tranh cãi gì được nữa hết. Và Liên Hiệp Quốc phải ký vào cái vùng đất đó là mãi mãi là của Nga. Khu vực Donbass và đảo Crimea mãi mãi là của Nga. Và Liên Hiệp Quốc thế giới, vì hiện bây giờ thế giới chưa có thừa nhận cái điều đó. Thế giới chưa có thừa nhận Crimea là của Nga. Thế giới vẫn thừa nhận là Crimea là của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chứ cái vấn đề đó chưa bao giờ thừa nhận. Nga kêu là phải thừa nhận điều đó. Và ký cái đó vô. Ký cái đó vô. Ngoài ra, Ukraine không được quyền sáp nhập vào Liên minh NATO. Ukraine phải giữ độc lập. Độc lập. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Ukraine phải hạn chế vũ khí và quân lực. Có nghĩa là số lượng binh sĩ hay là vũ khí chỉ có số lượng ít ỏi thôi. Rất là ít ỏi, nằm trong sự kiểm duyệt của Liên Hiệp Quốc và của Nga. Không được quá nhiều có vũ khí. Đây là ba nhu cầu mà ai mà chấp nhận điều đó. Tôi không có vũ khí, anh quay lưng anh quýnh tôi sao trời. Bây giờ tôi có vũ khí anh còn quýnh tôi mà. Bây giờ tôi buông vũ khí anh không, ai bảo đảm được anh không quýnh tôi. Trời trời, ông khôn gì vừa thôi chứ. Việt Nam mà cái quê quê mà miền đó là không giống như anh, quê tôi đầy. Ông vừa muốn lấy đất của người ta, ông còn kêu người ta không sáp nhập, không có đồng minh, không có người bảo vệ. Rồi ông kêu người ta không có vũ khí. Rồi một ngày nào đó, 5 năm, 3 năm sau, ông quay lại quýnh người ta, tôi lấy cái gì người ta đỡ. Người ta đã không có đồng minh rồi, là không có người bảo vệ rồi. Rồi ông không cho người ta có vũ khí. Rồi lúc đó người ta bảo vệ cách gì? Và cái điều, những cái điều đó là những cái điều mà Ukraine không thể chấp nhận được. Nên là vấn đề đàm phán nó đã bế tắc vào năm 2022. Sao thấy giống Việt Nam với Trung Quốc vậy hả? Thì cái câu chuyện Ukraine và Nga thì giống Việt Nam và Trung Quốc y hệt. Y hệt luôn. Nguyên đã nói rồi. Việt Nam và Trung Quốc là hai anh em. Nga
và Uy Khanh là bà con xa, còn thân là thân bà con thân đó. Đó. Mà cùng máu, người ta cùng máu mủ luôn á, mình là còn là anh em, cái anh em mà anh em thân, thân ai nấy lo đó, mình là Trung Quốc là anh em thân mà thân ai nấy lo, còn bên kia là người ta máu mủ bà con đó, người ta máu mủ bà con mà còn vậy đó, chắc là nó nghe lời là ông bà mà nó câu là thương nhau lắm, đấm nhau đau, nó đấm Uy Khanh đau quá trời đau luôn rồi đó. Nên là chúng ta mới thấy rõ được là cái câu chuyện mà bác vừa nói là giữa Việt Nam và Trung Quốc, Uy Khanh và Nga thì giống nhau lắm. Chúng ta nhìn cái bối cảnh của Uy Khanh thì phải chuẩn bị cho cái kịch bản của Việt Nam một ngày nào đó trong lịch sử nó cũng sẽ xảy ra cái tương tự như vậy. Vì không bao giờ có hòa bình mãi mãi. Khi các bác muốn có hòa bình là các bác phải mạnh cơ, đủ để không ai đụng đến mình. Còn mình vẫn là yếu thế, yếu cơ, thì cái cuộc mà xâm lược đánh chiến tranh là chuyện đó là không biết xảy ra chừng nào thôi. Trong lịch sử nó đã có rồi mà. Mở sách lịch sử Việt Nam ra nó cũng vậy mà. Trung Quốc đánh Việt Nam mình đâu phải là mới, đâu phải là xa xôi gì đâu. Và nó sẽ còn tiếp diễn nữa. Bây giờ không, nhưng mà trong tương lai một cái giai đoạn nào đó lịch sử không thể nào tránh khỏi. Không thể nào tránh khỏi. Ngày nào chúng ta chưa đủ mạnh và chưa đủ khả năng bảo vệ, và chỉ cần chúng ta không làm hài lòng cái quốc gia láng giềng kế bên thì họ sẽ xu quân đánh chúng ta thôi. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường nha quý vị. Cái chuyện đó không có cái gì lạ đó. Cái đó là kẻ địch Việt Nam chỉ có hai thôi bây giờ. Ở trên là Trung Quốc, ở dưới là Campuchia thôi, chứ chẳng có ai đâu. Nhưng mà mấy ông Việt Nam thì không giáo dục cái điều đó. Mấy ông Việt Nam là dạy là kẻ địch là phương Tây bay, tụi phản động bay, tụi cờ vàng bay. Chuyên gia là dạy gì không à? Chuyên gia là dạy kẻ địch vô hình chứ không dạy kẻ địch hữu hình. Các quý vị hiểu nguyên nói mà không? Những người vô hình nó không có, những kẻ địch mà mấy bác bây giờ đang tuyên truyền không có, có không có ai mà địch Việt Nam hết á. Không bị ai địch Việt Nam hết trơn á. Pháp, Mỹ không ai bây giờ là kẻ địch Việt Nam. Bây giờ người nói là người ta đã không còn lạc hậu trong cái thời xâm lược nữa rồi. Những cái quốc gia tư bản bây giờ họ đã một cái đẳng cấp khác rồi. Không còn ai thù Việt Nam, và Việt Nam mà cũng không bị ai xâm lược. Chỉ có là ở trên là Trung Quốc, ở dưới là Campuchia thôi. Những cái Việt Nam dạy mà là kẻ địch vô hình, toàn là nói bóng, nói gió, nói chuyện không có không. Còn kẻ địch hữu hình là nó có sát cái bên, nó đe dọa đó. Trường Sa, Hoàng Sa đó, nó nuốt trọn đó, tàu bè nó xịt dồi rồng đó, nó đụng tàu đánh cá đó, hữu hình đó. Campuchia đào cái kênh Echo đó, cho lực lượng hải quân của Trung Quốc vô đó, hữu hình đó. Cái đó không ai dạy, cái đó của họ không muốn nói. Cái đó là hữu hình, cái sự việc thực tế đó, nó có bằng chứng đó các quý vị. Còn nếu không mà chuyên gia là thế giới thù địch, lực lượng thù địch không. Không có ai lực lượng thù địch hết. Những cái người ở cô chú anh chị em ở nước ngoài, họ là những người có tâm với đất nước, họ sống trong cái thế giới tự do, họ sống một cuộc sống thoải mái, không cần thiết phải nói về Việt Nam. Vì cả đời của họ cũng chưa chắc về Việt Nam, hay là họ chết cũng chết ở nước ngoài rồi. Thực tế họ không thèm bận tâm Việt Nam để làm cái gì cho nó mệt. Cái điều mà họ nói đến Việt Nam đó là cái lòng trắc ẩn, và sự khi họ may mắn ra nước ngoài họ được phân tích cái cuộc sống xã hội, họ nhận định được và họ muốn xây dựng đóng góp Việt Nam. Và muốn xây dựng đóng góp Việt Nam thì phải cải tiến cái bộ máy chính trị. Vì đất nước muốn phát triển thì đầu tiên nhất là phải cái bộ máy nó thay đổi. Cái bộ máy cứ độc tài, độc đoán thì không thể phát triển đất nước được. Nên cái suy nghĩ nó nghịch chiều mà thôi. Nó chỉ là cái suy nghĩ nghịch hướng chứ không có ai cái gì mà xấu cả. Nhưng mà Nguyên thấy lúc nào bị tuyên truyền thì lúc nào bên Việt Nam cũng tuyên truyền là người nước ngoài là những người xấu, lực lượng phản động. Nhưng mà tiền đô thì không phản động các quý vị nha. Tiền đô là ok. Gửi tiền đô, tiền nước ngoài đó, nhưng mà tiền lại không phản động. Người phản động thôi, tiền gì không. Nó ngộ vậy đó. Nó ngộ vậy đó. Tiền thì không, tiền đô thì welcome, nhưng mà người thì phản động. Chúng ta ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng liên quan đến Uy Khanh.
Giang suối tóc đưa tôi về vùng quê xưa lúa vàng, có những dòng sông cuốn luồn quanh, có khói chiều buông trên mái tranh. Dòng nước mắt đưa tôi về vùng quê hương khô cằn, có những bờ đê, những ruộng khô, có những dòng ru sớm trưa nao nề. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan kiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông, chờ ngày vui chúng ta sẽ không qua. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lù, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia có nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan kiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông, chờ ngày vui chúng ta sẽ khóc hòa. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lù, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia có nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương.